Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 26 tháng 7 năm 2024, cùng kênh X22 Report. MU từ chối West Ham, kinh ngạc với tân binh Arsenal, PSG chiêu mộ Vào Anelis. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh X22 Report thưa quý vị. Man City bán nhà vô địch. Theo báo cáo, Man City sẽ yêu cầu ít nhất 60 triệu bảng trước phụ phí cho trường hợp của tiền đạo Julian Alvarez. Cầu thủ sinh năm 2000 đã trải qua 2 mùa giải tại Etihad, ghi 19 bàn ở chiến dịch vừa qua khi The City Gens giành chức vô địch ngoại hạng Anh thứ 4 liên tiếp. Alvarez đã có 54 lần ra sân tính trên mọi đấu trường và là cầu thủ có số phút thi đấu cao thứ 8, không tính thủ môn. Tuy nhiên, theo Metro dẫn nguồn từ The Athletic, nhà vô địch World Cup 2022 muốn có nhiều thời gian thi đấu hơn ở Man City và đang tìm cách ra đi trong phiên chợ hè. Theo báo cáo, The City Gens sẽ không cản đường Alvarez nhưng đang yêu cầu mức phí 60 triệu bảng cộng thêm 17 triệu bảng phụ phí. Trong khi đó, tuyển thủ Argentina và gia đình được cho là thích sống ở nơi có khí hậu ấm hơn Manchester. Atletico Madrid đã thúc đẩy việc ký hợp đồng với tuyển thủ Argentina vào mùa hè này, nhưng không sẵn sàng đáp ứng mức giá yêu cầu của đội chủ sân Etihad. Alvarez cũng có thể có một lựa chọn để ở lại Premier League khi các báo cáo ở Argentina tuyên bố vào tháng trước rằng Chelsea đang xem xét một vụ chuyển nhượng. Arsenal cũng đã được liên kết với tiền đạo 24 tuổi khi Mikel Arteta muốn bổ sung một cầu thủ tấn công đa năng vào đội hình của mình. Kinh ngạc với tân binh Arsenal. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Betting Express, cựu danh thủ môn Barnes đã hết lời tán dương ngôi sao sắp cập bến Emirates. Arsenal ngày càng tiến gần hơn đến việc chiêu mộ Ricardo Calafiori. Họ thậm chí còn tạm gác lại những thương vụ khác để dành toàn bộ sự tập trung để hoàn tất thỏa thuận với ngôi sao người Ý. Hiện tại, Calafiori chỉ còn cách chiếc áo của đội chủ sân Emirates một buổi kiểm tra y tế. Giới chuyên môn đánh giá cao cầu thủ 22 tuổi. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Betting Express, cựu danh thủ môn Barnes đã hết lời tán dương bản hợp đồng của pháo thủ. Tôi nghĩ cậu ấy đã thể hiện rất tốt ở kỳ Euro vừa qua. Việc chiêu mộ Calafiori không tốn nhiều tiền và việc sở hữu một trung vệ thuận chân trái luôn tốt. Cậu ấy giỏi kiểm soát bóng, có thể dâng cao hỗ trợ tấn công nhưng cũng thu hồi bóng tốt. Calafiori có thể chơi hậu vệ trái và tôi nghĩ rằng Arsenal đã thực sự tìm kiếm nhân sự ở vị trí này. Tôi nghĩ đó sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời. Và bây giờ họ có thể chơi với ba trung vệ. PSG chiêu mộ Vào Anelis. Theo nhà báo Fabrizio Romano, PSG đã ở rất gần chữ ký của Vào Anelis và điều này vô tình tạo cơ hội để Man U có Man U ở Ugarte. Đã có những cuộc đàm phán tích cực giữa tất cả các bên liên quan đến thỏa thuận vào thứ Năm với các chi tiết về vụ chuyển nhượng của Vào Anelis đang được thảo luận. Theo nhà báo Fabrizio Romano, PSG sẽ trồng 70 triệu euro cộng với một số cầu thủ để đổi lấy Vào Anelis. Một trong những cầu thủ trở thành người bị hy sinh là Renato Sanchez. Romano còn tiết lộ rằng thỏa thuận có thể sẽ được hoàn tất vào tuần tới. Cầu thủ 19 tuổi này là một trong những tài năng triển vọng nhất châu Âu kể từ khi ra mắt Benfica vào năm 2022. Mùa trước, anh đã chơi 55 trận cho Benfica và được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự Euro 2024. Việc ký với Neves sẽ mở đường cho Man U ở Ugarte rời PSG vào mùa hè này. Huấn luyện viên Erik ten Hag đang tìm cách bổ sung một tiền vệ trung tâm và ông đã nhắm đến Ugarte. Đại diện Premier League đã đạt các điều khoản cá nhân với cầu thủ này vì tuyển thủ Uruguay rất muốn chuyển đến Old Trafford dù họ sẽ không tham gia Champions League mùa giải này. Khúc mắc giờ đây chỉ nằm ở mức phí 70 triệu euro mà PSG đưa ra. Sao trẻ đếm ngày rời MU. Manchester United dự kiến sẽ bước vào mùa giải 2024 với diện mạo hoàn toàn khác sau cuộc thanh lọc quy mô lớn, cổ đông sở hữu Sterling và các cộng sự. Đến thời điểm hiện tại, ở Premier League, không một câu lạc bộ nào hoạt động trên thị trường chuyển nhượng hiệu quả hơn Man United cả ở chiều đến lẫn chiều đi. Đồng chủ tịch Ratcliffe sau khi chính thức tiếp quản mảng thể thao Quỷ Đỏ đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt đội bóng trên phiên chợ chuyển nhượng bằng các bản hợp đồng nhanh, dứt khoát và vô cùng hợp lý. Chỉ trong một tuần, đội chủ sân Old Trafford đã duyệt chi hơn 100 triệu bảng mang về hai tân binh, hứa hẹn sẽ nâng cấp sức mạnh hàng tấn công lẫn phòng thủ mang tên Joshua Zirkzee và Lenny Yoro. Song song với công tác tuyển mộ nhân sự, giới thượng tầng Man United vẫn đảm bảo tốt nhiệm vụ giải phóng quỹ lương, đẩy đi những cái tên không còn nằm trong kế hoạch, giúp câu lạc bộ giảm bớt gánh nặng tài chính. Thời gian qua, Man United đã nói lời chia tay tới 9 cầu thủ. Những cái tên rời đi vì những lý do khác nhau, đáo hạn hợp đồng, bê bối hậu trường hay đơn giản không đủ đẳng cấp để chơi cho Quỷ Đỏ, nhưng điều khiến cổ động viên Man United tức nuối, có lẽ một vài nhân tố, trong đó là những cầu thủ trẻ từng trưởng thành từ lò đào tạo Carrington như Kamala, Forson hay đặc biệt là Greenwood. Ratcliffe cho thấy sự tàn nhẫn trong công cuộc lọc máu đội hình, nhưng với vị tỷ phú 71 tuổi, nếu muốn dự án phục hưng Quỷ Đỏ đạt hiệu quả tối đa, những yếu tố tình cảm cá nhân không được phép chen vào. Chủ tịch tập đoàn INEOS chắc chắn vẫn chưa hài lòng với sức mạnh nhân sự lúc này tại Man United. Thời gian tới, đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục thực hiện nhiều thương vụ chuyển nhượng nhằm giúp huấn luyện viên Erik ten Hag sở hữu nhân sự cho mơ bước vào mùa giải mới. Mới đây, theo nguồn tin từ AFC Cup Hot, tiền vệ trẻ Hannibal nhiều khả năng sẽ là cái tên tiếp theo nói lời chia tay sân Old Trafford. Vâng, và trước khi tiếp tục video,
thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Liverpool thấp thỏm vì Arsenal. Trả lời phỏng vấn với Liverpool World, huấn luyện viên Ancelotti của Liverpool đã có những cập nhật về tương lai hậu vệ Alexander Arnold. Giống với các công thần kỳ cựu khác như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk, hậu vệ Alexander Arnold cũng chỉ còn một năm hợp đồng với Liverpool. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào khẳng định cầu thủ 25 tuổi cam kết tương lai với The Kop. Sau khi người thầy thân thiết Jurgen Klopp nói lời chia tay đội chủ sân Anfield cuối mùa trước, ngôi sao người Anh đang lưỡng lự trong việc có thể nối gót chiến lược ra người Đức nhằm tìm thử thách mới. Thời gian qua, truyền thông sương mù liên tục đưa tin Alexander Arnold đang lọt vào tầm ngắm Real Madrid, đội bóng coi hậu vệ sinh năm 1998 là sự thay thế hoàn hảo cho bộ đôi Dani Carvajal và Lucas Vázquez đã luống tuột. Trước đó, một vài tờ báo lớn tiết lộ ban lãnh đạo lữ đoàn đỏ dự kiến sẽ ngồi vào ban đàm phán với phía đại diện Alexander Arnold để thảo luận về một bản hợp đồng mới ngay sau khi ngôi sao người Anh kết thúc kỳ nghỉ hè trở lại hội quân cùng toàn đội. Mới đây, khi được hỏi về tiến độ gia hạn hợp đồng với cầu thủ sinh năm 1998, huấn luyện viên Slot gần như không cung cấp thêm thông tin mới. Câu trả lời của tôi sẽ khiến các bạn thất vọng. Tôi nghĩ đó vẫn là câu nói mà các bạn đã nghe từ 5, 6 hay 7 năm qua. Vấn đề hợp đồng chưa được thảo luận nhưng cứ hỏi tiếp đi, tôi sẽ nói vậy thôi, Slot nói trên sóng Liverpool World. Kepa và Lunin hoán đổi vị trí. Tờ ESPN cho rằng nhiều khả năng một thỏa thuận trao đổi cầu thủ sẽ được Real Madrid và Chelsea triển khai. Vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Real Madrid đã mượn thủ thành Kepa từ Chelsea để tạm thời thay thế cho Thibaut Courtois gặp chấn thương. Ngôi sao người Tây Ban Nha san sẻ suất bắt chính cùng với Andre Lunin. Tuy nhiên trật tự có thể sẽ sớm được thiết lập khi Courtois đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho mùa giải mới. Trước tình hình này, Lunin bày tỏ sự không hài lòng về thời gian thi đấu của mình. Anh hiện chỉ được xem như phương án dự phòng cho Courtois, vì vậy ngôi sao 25 tuổi muốn tìm kiếm cho mình một điểm dừng chân mới. Với nguyện vọng mà Lunin đưa ra, tờ ESPN dẫn nguồn tin AS cho hay Real đang cân nhắc việc thực hiện thỏa thuận hoán đổi cầu thủ, trong đó họ sẽ biến Kepa trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ, còn Lunin sẽ gia nhập Chelsea trong bối cảnh The Blues cũng cần có thêm phương án để giải quyết để ở vị trí người gác đền. Real định giá Lunin ở mức 30 triệu euro nhưng Chelsea không muốn bỏ ra số tiền nói trên. Vì vậy, một thỏa thuận hoán đổi có thể làm hài lòng đôi bên. Biến cố vụ Nketiah rời Arsenal. Arsenal đang gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới cho tiền đạo Eddie Nketiah. Arsenal đang trong quá trình tái xây dựng lực lượng và họ đang hướng đến việc chia tay những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Tiêu biểu có thể kể đến như Emile Smith Rowe, Rich Nelson và Eddie Nketiah. Trong đó riêng Nketiah đang được Marseille theo đuổi. Tuy nhiên, thông tin từ trang Sky Sports cho biết Arsenal và Marseille không đạt được sự đồng nhất về giá trị của tiền đạo Eddie Nketiah. Cả hai gặp mâu thuẫn lớn trong vấn đề định giá và điều này có thể dẫn đến sự đổ vỡ của thương vụ trong thời gian tới. Được biết, Marseille vẫn đang dành thời gian suy nghĩ về việc liệu họ có thể tiếp tục đàm phán để chiêu mộ chân sút người Anh hay sẽ chuyển hướng sang một mục tiêu khác ở phiên chợ hè. Về phần Nketiah, anh vừa góp mặt trong trận giao hữu đầu tiên trên đất Mỹ của Arsenal nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Tài năng trưởng thành từ lò heo En có màn thể hiện tốt trước Bournemouth khi nhiều lần tạo ra sóng gió về không thành đối thủ dù không ghi được bàn thắng. Aston Villa phá bĩnh Chelsea. Theo Daily Mail, Aston Villa đã gia nhập cuộc đua chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Đức. Thị trường chuyển nhượng hè 2024 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều ngôi sao lọt tầm ngắm các ông lớn châu Âu. Karim Adeyemi trở thành trường hợp điển hình. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, hai đại gia Juventus và Chelsea đều để mắt đến Adeyemi. Ngôi sao chạy cánh người Đức thi đấu ấn tượng trên hành trình Borussia Dortmund lọt đến chung kết Champions League 2024. Adeyemi chơi đa năng khi có thể thi đấu tốt ở cánh trái, cánh phải hoặc tiền đạo cắm. Adeyemi từng trải qua quãng thời gian thi đấu trong màu áo các đội bóng Red Bull Salzburg và FC Lippe Hering. Tháng 7 năm 2022, Adeyemi có bước ngoặt trong sự nghiệp khi chính thức cập bến Borussia Dortmund. Đội bóng nước Đức duyệt chi 30 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Adeyemi. Thực tế chứng minh BVB có quyết định đúng đắn. Sau 66 trận đấu trong màu áo Dortmund, Adeyemi đóng góp 14 bàn thắng và 8 kiến tạo. Hợp đồng hiện tại giữa Adeyemi và Dortmund có thời hạn đến tháng 6 năm 2027. Ngôi sao người Đức có khả năng rời Dortmund sớm hơn dự kiến. Chelsea là một trong những đội bóng quan tâm sát sao đến Adeyemi. The Blues có kế hoạch tăng cường, bổ sung sức mạnh ở hàng công trong bối cảnh bộ đôi Mikhailo Muri và Raheem Sterling không có phong độ tốt. Adeyemi nổi lên như mục tiêu hoàn hảo dành cho Chelsea. Ở tuổi 22, cầu thủ sinh năm 2002 được xem như bản hợp đồng đầu tư cho tương lai đối với Chelsea. Tuy nhiên, con đường không trải đầy hoa hồng. Chelsea sẽ đối mặt cuộc cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh Juventus, Aston Villa đã nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Adeyemi. MU từ chối West Ham. BBC dẫn từ Talksport cho biết Man U đã từ chối đề nghị của West Ham đối với Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka chuẩn bị rời Man U trong mùa hè này, nhưng hậu vệ này chỉ để mắt đến Inter Milan.
cầu thủ 26 tuổi này đã từ chối những lời đề nghị gần đây của West Ham. Talksport đã đưa tin vào tuần trước rằng Quỷ Đỏ đang tìm kiếm khoản phí 15 triệu bảng và West Ham là một bến đỗ tiềm năng cho hậu vệ người Anh. Tuy nhiên, trọng tâm của West Ham giờ đây đã chuyển sang một phương án khác. The Athletic tuyên bố West Ham đang theo đuổi hậu vệ cánh của Bayern Munich, Saïd Mazraoui. Các cuộc đàm phán được cho là đang ở giai đoạn nâng cao, nhưng Man U cũng đang theo dõi cầu thủ người Maroc. Điều đó có nghĩa là Quỷ Đỏ sẽ cần thuyết phục nhà vô địch Serie A Inter chiêu mộ Wan-Bissaka vào mùa hè này hoặc sau 12 tháng nữa khi hợp đồng của anh hết hạn. Wan-Bissaka muốn chuyển đến San Siro, điều này có thể thực hiện được nếu hậu vệ phải người Hà Lan Denzel Jumrie chuyển đến Old Trafford. Hậu vệ tuyển Hà Lan cũng chỉ còn một năm hợp đồng với Inter Milan. Chúng tôi chuyên tài khoản ADSEN, chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sub thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sub thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền. Các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình.